Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Nguyên Thảo xin chia sẻ cái cách mà dạy cún đi vệ sinh đúng chỗ. Đây là cái chuồng của Nguyên Thảo mua cho bé Happy nè. Đây, bé Happy này. Happy. 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 Ừ, giỏi hay con? Đây nè quý vị, Nguyên Thảo mua cái chuồng này. Khi mà bé về đó là Nguyên Thảo cho vào trong đây. Cái chuồng này thì nó nhỏ chứ nó không có to, cho nên Nguyên Thảo mua thêm Nguyên Thảo làm thêm một cái phần bên đây. Cái phần bên đây là Nguyên Thảo làm thêm để cho nó rộng, cho bé có cái chỗ nằm. Tại vì khi người ta bán á là cái chuồng này nó chỉ có như vậy thôi. Cái này chiều dài hơn 1 mét anh hả? Khoảng thứ À dạ. Cái này cỡ thước hơn thước vậy, cỡ thước hai á. Thì nó chỉ có đủ để đi vệ sinh thôi. Như người ta bán á, thì người ta để đi cũng trong đây mà nhiều khi nhốt ở cũng trong đây đó thì nó dơ. Nguyên Thảo chia ra làm đôi, Nguyên Thảo làm một bên nó để đi vệ sinh, còn bên đây là bên nằm. Các bé rất là thông minh, bé nào cũng vậy hết quý vị, nó không có bao giờ mà nó đi vệ sinh lên cái chỗ mà nó nằm đâu. Con nhỏ này hồi trước á, là nó nằm lên cái chỗ nó đi vệ sinh đó, tự nhiên nó ở cái nhà chủ á. Trước á là cũng tiêu tiểu một chỗ cho nên nó quen á. Còn bây giờ Nguyên Thảo phân ra như vậy nè là tự động nó biết nằm bên cái chỗ này, cái chỗ cái nệm này, còn nó đi vệ sinh là nó đi bên này. Nguyên Thảo để vô trong đây á là khi mà được 5 ngày á, từ ngày mang về đến ngày thứ năm á là tự động đi đúng chỗ rồi, nó không có đi tầm bậy nữa. Nhưng mà Nguyên Thảo muốn để đến hôm nay, Nguyên Thảo chia sẻ là trong thời gian Nguyên Thảo theo dõi coi là nó có đi ra ngoài lần nào bậy bạ không á, nhưng mà không, nó rất là đi đúng chỗ. Thì ban ngày á là Nguyên Thảo cho ra ngoài chơi, sáng đến là Nguyên Thảo cho ra ngoài chơi, tối đến thì Nguyên Thảo cho vô trong chuồng, cho nên nó bây giờ quen rồi đó quý vị. Quý vị nào mà mới có mấy em cún mang về nhà đó thì quý vị nên mua cái này, mua cái chuồng giống vậy nè. Để vô thì trong cái lúc đầu nó dễ lắm, dễ dạy lắm. Chứ nếu mà mình không có ngay từ đầu mà mình không dạy á thì sau này á, nó lớn rồi mình nói nó không có nghe. Nó không nghe rồi nó tiểu khắp nhà hết, mà nó sống với mình nó mười mấy 20 năm lận mà nó cứ tiểu khắp nhà hết, mình cực lắm, mà mình cũng bực mình lắm đó quý vị. Cho nên á, là Nguyên Thảo thấy cái này rất là hữu ích. Nguyên Thảo chia sẻ với quý vị. Đây cái chuồng của em đó. Cái miếng tả này nó cũng lớn lắm. Cái này gọi là cái miếng lót. Mà có nhiều người hỏi Nguyên Thảo á, là Nguyên Thảo hay nói miếng tả tại vì nó đi vào trong cái giấy này đó. Nhiều người không biết, hỏi Nguyên Thảo đây cái miếng đó là nó vậy đó. Chứ không phải mặc vô giống như cái quần đâu. Có nhiều người tưởng là mặc vô giống như cái quần mà không phải. Đây rồi là xong là bé đi xong là đi vô trong đây nằm, tối cũng ngủ vậy. Bây giờ anh bế ra. Đó, anh ngủ vậy là đi tiểu quý vị. Đó, ngủ vậy là đi, em đi tiểu đúng chỗ luôn đó. Ngày nào cũng như ngày đấy hết á, quay lại coi. Coi rồi xong rồi đi. À, giỏi lắm á, Happy giỏi lắm nè. Happy à. Happy giỏi nè. Ừ. Giỏi nè. Rồi là mấy đi coi coi con gái. Giỏi quá chừng luôn à. Đó, tiểu thêm chút nữa. À, cũng vô chỗ đó. Vô đúng tả quý vị ơi. Rất là giỏi, Happy rất là giỏi. Nè đó quý vị, đó em mỗi lần mà muốn tiểu là đi vào trong tả nè quý vị. Cái lần này là lần khác á. À, mỗi lần mà bé mắc tiểu là đi vào tả đúng chỗ chứ không có đi bậy bạ giống như mấy ngày đầu mới về nữa. À, rất là ngoan. Nguyên Thảo dạy bốn bé trước cũng vậy, đứa nào cũng đi vào vệ sinh đúng chỗ hết á, không có đi lung tung ra nhà. Rồi, con đông mà nó đi lung tung ra nhà nội dọn không là chắc cũng chết. Nhưng mà Nguyên Thảo dạy tụi nó đâu ra đó, vệ sinh đúng chỗ, không có bị và phiền về cái chuyện mà vệ sinh của các bé. Tính đến hôm nay là bé sanh ra được đúng 13 tuần đó quý vị.
Đây là Lucky nè, Happy nè. Hay con ngồi xuống mami coi coi bữa nay con cao cỡ nào. Con ngồi xuống. Happy. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ, giỏi nè, im nè. Giỡn trời ơi, nó giỡn nè. Ngồi im không có giỡn, nhỏ này nó lý lắc lắm. Nó ngứa răng quá cho nên Nguyên Thảo để đồ chơi vòng vòng cho nó. Mà mấy cái đồ mềm mềm này nó không thích đâu. Mà nó thích chơi mấy cái cây xương này nè, cứng ngắc vậy nè, nó cắn ngậm vậy đó, nằm lăn lộn người chơi vậy đó. Cắn mà rạo 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 kinh khủng lắm kìa. Thấy nó cắn mà mình mỏi mỏi miệng á. Nó cắn phá quá, Nguyên Thảo mua cái rọ, rọ mỏ. À, để Nguyên Thảo cho quý vị xem cái rọ mỏ. Nè quý vị, nó cắn phá quá, Nguyên Thảo mua cái rọ mỏ này nè, nó bán mấy chục đồng một cái này nè, Nguyên Thảo mua rồi. Cái này của Nguyên Thảo, cái quạt nè của Nguyên Thảo nè, mà anh ráng mà để trên cao á, mà nó ráng nó kéo xuống được mà mình đâu có biết, nó cắn nó xé nát hết nè. Rồi cái mấy cái gỗ này cũng vậy nữa nè, nó cắn nát hết trơn, dấu răng cắn nát hết nè. Rồi mấy cái gỗ cái vòng 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 cầu thang nè, cắn bể hết trơn luôn á, phá lắm, cho nên mới mua cái rọ mỏ này nè. Rọ cho ảnh con gái chứ mà phá như con trai vậy đó. Xong rồi cái Nguyên Thảo rọ cho nó rồi nó tức tối, nó lấy ra nó cào mà im, con im nằm im coi, nằm mà qua một đêm mà nó happy nằm im, nó mình nó còn nằm im qua một đêm mà nó cào cái đó chày chày mặt nó nè quý vị. Cái này là cái nút ruồi, cái dưới là cái nút ruồi, cái trên này nè, cái trên này là cái chày này, chày mà không có chày thịt, chày lông thôi à. Cái Nguyên Thảo mở ra cho nó, nghịch lắm, giày của Nguyên Thảo cắn banh hết trơn à. Cắn hết cho nên Nguyên Thảo không có dám cho vô trong bên trong, gần bên trong á, sàn gỗ nó để cái miệng nó lên cái sàn gỗ mà nó cạp cạp, cho nên Nguyên Thảo đóng cái này lại làm cái gỗ này nè, là nó ở ngoài này nó chơi, ở ngoài đây rộng rãi lắm cho nó ở ngoài này, nghịch thì thôi luôn á, nó nhỏ lắm, như nó đang ngứa răng chắc này khoảng chừng 7-8 tháng nữa mới hết ngứa răng. Mà ngoan lắm quý vị, nói nằm nằm im nằm im, má mi nhỏ mắt cái nằm im. Nguyên Thảo thường thi xuyên sờ miệng, sờ sờ giờ miệng của nó này kia, không có cắn cái má mi nghe chưa, im má mi coi coi. Mình thường xuyên coi răng coi này kia cho nó vậy đó quý vị, thì khi mà mình sờ vô miệng nó không có cắn. Con nằm im thôi, nó giỡn nè, con nằm im. Tay mày, tay của tao mà mày tưởng nó đồ chơi mà mày cắn đau không có được anh nha. Cái này là cây xương, còn cái này là tay, không phải cây xương. Nè con nằm im, con nằm im nghịch quá trời à. Nằm im á mi coi răng con coi, nằm im coi, nằm im coi. Nằm im á mi coi răng coi. Nè nằm im, nằm im á mi coi tay coi. Happy. Tội nghiệp lắm quý vị, em còn nhỏ cho nên em thích đồ chơi, em tưởng ai cũng giống em. Em cầm đồ chơi đến em rủ rủ các anh chị, các anh chị đâu có chịu chơi, các anh chị nay năm năm tuổi mấy, gần 6 tuổi rồi, bốn bé của Nguyên Thảo cũng lớn lớn rồi, nó không thích chơi đồ chơi giống vậy.
Con bé này nó cứ cầm đến nó rủ, nó nhứ nhứ chứ đứa này nhứ nhứ đứa kia, đứa nào cũng quay mặt đi hết trơn. Nó gặp Nguyên Thảo thì nó rủ Nguyên Thảo. Nguyên Thảo quăng cho nó đi lụm. Nhỏ vậy chứ mà không khôn lắm. Hơn 3 tháng chứ mà khôn lắm, thấy Nguyên Thảo là nhào vô ôm ôm rồi hung hung nè, thấy thương lắm. Ông nuôi thôi chứ nuôi rồi thấy thương ghê luôn vậy đó. Nguyên Thảo nuôi em cũng được hai mươi mấy ngày rồi đó. Bữa nay thấy em cũng tròn 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 lên được chút xíu. Mà cái lông nó đẹp lắm quý vị, nó bóng mướt luôn á, nó giống như là nhung mà nhung đen vậy. Dẫn đi ra đường chơi thích lắm. Ngày hồi trước dẫn đi thì không biết á, nó ghì lại, bây giờ nó biết thì nó thích lắm. Em còn nhỏ cho nên em ngứa răng đó quý vị. Nguyên Thảo mua nhiều đồ chơi cho em lắm. Em ngứa răng em cắn nè. Đó, ở ngay cái cầu thang quý vị thấy không? Có một cái lỗ, mất một lỗ vô gỗ luôn đó. Cho nên Nguyên Thảo làm cái này á, rào cái chỗ này lại để cho em ngồi đây cho em chơi nè. Cho vô trong trong bên trong sàn gỗ là em cạp cái này cạp cái kia, cho nên Nguyên Thảo để cho ngoài đây chơi ngoài đây nè. Còn con nít ngứa răng nghịch lắm. Nó chơi vậy đó quý vị, nó chơi suốt ngày vậy đó, trừ khi nào nó ngủ thôi. Vậy là nó ngậm cái này ngậm kia, nó chơi vậy đó. Cho nên nó nhiều khi bốn cái bé của Nguyên Thảo cho bốn bé vô bên trong, lên sofa ngủ, vô bên trong cái sàn gỗ ngủ. Khi nào mà nó chơi xong rồi, lâu lâu rồi Nguyên Thảo cho bốn bé ra chơi chung. Chứ còn nếu mà để chung với nhau á, con nhỏ này nó cứ nhảy nhảy tưng tưng rồi nó chụp đồ chơi gì nè, bốn bé không có ngủ được. Xin chào tất cả quý vị, video của các bé đến đây tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem, hẹn gặp lại quý vị trên những video kế tiếp. Chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Goodbye.